Thưa quý vị và các bạn, triển khai đề án 24 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đảng bộ huyện Văn Bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phù hợp trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng. Qua đó, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của đảng đối với loại hình kinh tế quan trọng này. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, những đoàn viên công đoàn đầu tiên của Hợp tác xã Dược liệu Thế Tuấn, Tùng Thiện được kết nạp, làm cơ sở để thành lập công đoàn cơ sở tại đây. Đây cũng là nền tảng để Đảng bộ huyện Văn Bàn thành lập được chi bộ đảng Hợp tác xã Thế Tuấn. Những cái chủ trương, đường lối, chính sách của đảng chúng tôi sẽ đưa vào những cái chương trình, mục tiêu của chúng tôi để chúng tôi phát triển kinh tế cho xã Trường Ken và phát triển kinh tế vào cái mục tiêu dài hạn, phát triển kinh tế của huyện Văn Bàn. Tháng 11 năm 2023, Đảng ủy xã Triềng Ken và Đảng ủy xã Nậm Chày tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ Hợp tác xã Thế Tuấn và chi bộ nhà máy thủy điện Hòm Dưới. Đây là hai chi bộ trong đơn vị kinh tế tư nhân đầu tiên tại huyện Văn Bàn. Chúng tôi cũng tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy là những đơn vị kinh tế tư nhân nào mà đông lao động ấy thì chúng tôi phối hợp với trung tâm chính trị huyện là có thể mở những lớp bồi dưỡng phát triển đảng tại công ty, để cũng là một là thể hiện cái sự quan tâm. Đấy, vấn đề thứ hai là cũng nhiều quần chúng được tham gia các lớp bồi dưỡng để phát triển đảng. Năm 2023, Đảng bộ huyện Văn Bàn kết nạp 11 đảng viên, thành lập hai chi bộ đảng, một tổ chức công đoàn và một tổ chức đoàn thanh niên tại các đơn vị kinh tế tư nhân. Với 576 lao động đang làm việc ổn định tại 39 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cùng những kinh nghiệm triển khai đề án 24, Đảng bộ huyện Văn Bàn đặt mục tiêu kết nạp mới 10 đảng viên, thành lập 1 đến 2 chi bộ đảng và tổ chức đoàn thể tại đơn vị kinh tế tư nhân trong năm 2024. Để thực hiện tốt được những cái kế hoạch đặt ra thì huyện ủy Văn Bàn cũng đã chỉ đạo nắm chắc tình hình các cái đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn, thấy rằng có thể phát hiện được từ 3 đảng viên trở lên thì chúng tôi sẽ tiếp cận với đơn vị vận động tuyên truyền. Cùng với giúp các chi bộ nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, Ban chỉ đạo đề án 24 huyện Văn Bàn tiếp tục rà soát, tuyên truyền, giác ngộ, lựa chọn những quần chúng ưu tú tham gia các lớp cảm tình đảng, làm cơ sở phát triển đảng viên tại các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn, qua đó đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của đảng đối với loại hình kinh tế quan trọng này.